là người ta biểu là mình trẻ mà sao lại ông già thế, thiên hạ mà. Thế nào mà nó, ông với bà thì nó ở một là 30 năm mà nó không ít đâu. Không một đám cưới, không một câu dạm hỏi, nhưng chuyện tình yêu của ông Phạm Văn Hợp, 95 tuổi, và bà Năm, 60 tuổi, luôn là câu chuyện khiến không ít người ngưỡng mộ. Giữa dòng xe hối hả dọc bờ kênh đường Hoàng Sa, thật không khó để bắt gặp hình ảnh hai ông bà bên chiếc xe ba bánh bán gỏi khô bò, lăn chậm chậm trong đêm tối. Cái chuyện mà quen với ông là do cái duyên hay cái nọ của mình hồi xưa. Tôi quen ông là không ai ưng đâu. Anh em bố mẹ làng nước hàng xóm không ai ưng tí nào hết. Là người ta biểu là mình trẻ mà sao lại ông già thế. Thứ hai là bộ tưởng là ông nhiều tiền nhiều bạc lên lấy ông. Đó. Cho nên thứ ba nữa là bị lợi dụng ông để mà đi buôn bán lấy tiền ăn đó, mà không, hoàn toàn là không bao giờ có. Thôi mà kệ nó, mình ai nói sao mình chịu vậy đi. Ai nói kiểu gì mình cũng lo, cũng vậy đó, không sao hết. Thiên hạ mà. Thế nào mà nó, ông với bà thì nó ở một người là 30 năm mà nó không ít đâu. Phần vì hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày ông bà vẫn đi bán gỏi khô bò để lo cho cậu con trai còn học lớp 11 đang dang dở. Nghề này đã theo ông Hợp 60 năm tuổi đời, rồi truyền lại cho bà. Cứ đến 16 giờ, ông cùng bà đẩy xe đi bán. Tiếng len keng quen thuộc từ chiếc cán sắt vẫn vang lên trên nẻo đường 8 cây số mà ông bà đi qua. Dạo đầu, ai cũng nghĩ đây là một cặp cha con vì nhìn ông rất già, dáng lưng còng ngồi đạp xe. Nhưng hỏi ra mới biết họ là vợ chồng. Nếu mà nghỉ 3 ngày thì chắc cũng không có ăn. Nó ngày nào cũng phải đi kiếm, ngày nào dành qua ngày đó. Có ngày có mưa gió bán không được, không có tiền. Mặc kệ, cứ vui vậy đó. Có bữa về, ông ơi nấu miếng cháo ăn được ông nha. Bữa giờ bà không còn tiền. Thôi ăn cháo đi ông ơi, kệ nó đi, ăn qua đi. Rồi ông cũng giờ là cũng được, không sao hết. Chiều á, thì khoảng 3 giờ rưỡi là cô có khi đi hai đường. Hai đường thứ nhất là đường từ Hồ Bá Kiện ra Trường Sơn Bắc Hải đó, rồi lại quay về Bà Kè. Còn đến thứ hai nữa, lần bữa mai nữa là lại đi vòng vòng ở bên gì ông? Bên trong xóm đó, rồi lại cũng đi ra Bùng Binh, rồi đi ra hai cái Bà Kè này. Vậy thôi. Hơn 20 năm đi bán, không ngày nào là hai ông bà không đi chung với nhau. Ánh mắt của ông tuy rất yếu, nhưng lúc nào cũng dõi theo bà. Dù cách biệt khá xa về tuổi tác, nhưng ông bà vẫn rất tự hào về tình cảm dành cho nhau. Bà nói, đến với ông cũng vì cái chữ thương, chỉ mong ông sống được lâu để có cơ hội chăm sóc ông nhiều hơn nữa. Tôi đi đâu ông ngoài đi đó, mà ông đi đâu tôi phải theo đó, chứ không có để được. Ông rời được, ăn uống gì ông lo, bà lo hết, không có nói gì. Ông dậy ông đi làm mấy con chim. Và ông việc của ông là mấy con chim đó. Để cho ông vui. Cái cảnh cuộc đời còn lại năm nay cũng nhiều nữa đâu. Nó ngọn đèn sắp tắt rồi. Các ông trời mong muốn lớn nhất của hai ông bà, thứ nhất là cho các con các cháu trên cái thế gian này, thứ nhất là phải yêu thương ông bà cha mẹ đó, hạnh phúc là được. Còn như con cỡ ông bà cũng thế. Ai mà bố ông bà giờ có mong có cái tiền bạc hay không, ông bà cũng mong chỉ có cái sức khỏe là được. Làm được đến đâu hay đến đó. Cho nên là ông bà không mong gì hết, chỉ mong khỏe mạnh là được rồi ha, sư phụ. Dù cái duyên của ông bà đến với nhau hơi muộn, nhưng cả ông và bà đã sống với nhau trọn vẹn hai chữ vợ chồng. Ở cái tuổi gần đất xa trời, có khó khăn, có vất vả, chỉ cần ở bên nhau thì bất cứ điều gì, ông bà cũng có thể vượt qua.